Thế mày quay lại. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023, tôi trực tiếp đánh tin NF cùng cả học viên bên trung tâm đào tạo Forex nhé. Đây là toàn bộ tài khoản gần hôm nay hết. Anh em trực tiếp đã theo dõi tôi nha. Ok. Đó. Mọi người cùng theo dõi và đánh giá trực tiếp. Rồi, lệnh bên này em để như này. Ở đây, còn lệnh bên này em đang chỉnh nha. Thì trong quá trình tôi giao dịch thì các bạn cần phải hiểu rõ, người đứng ra chia sẻ phải chứng minh về giao dịch trade line cho học viên theo dõi và đánh giá. Còn trong quá trình tôi giao dịch thì tôi sẽ tắt tiếng đi nha, tôi không muốn chia sẻ bên ngoài.